À đừng nhảy chỗ này, nhảy chỗ đi bộ thôi con ạ, đi bộ thôi. Gấu có phải là vận động viên đâu. Gấu bé nữa, mấy chú lớn rồi à. Đúng rồi. Con đi bộ con ạ. Con đi bộ, con bé, con baby. Con đang có gì chưa con này? Bé. Con baby. Đúng rồi, cậu đi bộ thôi, cái này cậu không nhảy nhá. Cậu này nhảy gà xuống á. Nhảy xuống gãy tay gãy chân đấy. Con đi bộ thôi. Ờ, mày đi hướng này dáng này luôn. Chuyển sang đâu cũng đi kiểu này luôn. Cậu tự đi hả bé? Ba cần cầm tay đâu. Đúng rồi. Tụi tay là ở đây, đúng rồi. Tụi tay là ở đây hả? Tụi tay ở đây. Ô, có cái lá. Ơ, có lá này. Lá cây thì chết là cây này rồi. Mấy cây này này nó đẹp không? Là cây này. À, lá cây này hình như là cây không? À, không, có cây lá khác nữa. Chúng ta có cây này rồi. Không phải. Lá nó hơi to. Hơi to. À kia, cây kia. Cây kia này. Đấy. Cây kia là này to. Lá cây trong của lá dứt. Đúng rồi, nhìn thấy cây kia lá vàng rồi không? Cây kia lá vàng rồi kìa rồi. Lá chuyển sang màu vàng kìa. Thì lá còn màu gì? Còn green. Lá này vẫn còn xanh, mới chuyển sang một tí vàng ấy. Này thả, chạy tung tay người thả đó. Con cầu bên kia đang ít người, có sang đi cầu bên kia. À, có đang là nhiệt độ anh lên lá này. Để cho độ anh lên lá giống khỉ không? Ủa. Thôi đừng lấy cát lên người nữa các bạn, ông về nhà thao mà rú. Nay cậu đến cậu sờ áo em kia sờ lại cái bông bông của mũ gấu. Phải cho con thích cái bông bông của mũ này. Đúng rồi. Này có vuốt em bé đúng không? Mình còn mặc áo này mà hở chỗ này gió hơi lạnh, nó luồn vào trong áo lạnh thế. Nên mặc kín này nó không lạnh đúng không? Né là đâu? Không, ý là cảm giác thấy có lạnh nó luồn vào. Gấu chôn lá luôn này. Rồi, không thấy tung tích đâu. Lá đâu rồi, ba tìm lá đi ba. Lá đâu rồi? Lá đâu rồi? Ô, thêm một cái lá nữa. Đây, là đây. Đồ chôn tiếp. Úi giời, thằng không cát bắn vào mặt đấy con nhé. Ấy nhẹ thôi, không cát bắn vào mặt của gấu và mặt của mẹ đấy. Đúng rồi, nhẹ thôi. Ơ lá đâu rồi? Lá đây. Cứ ngồi khoanh chân trước con cho đỡ mỏi chân. Ba khoanh chân cho con. Lá đang bận thử giả mắt. Ơ lá đâu rồi? Lá đâu? Đây, lá đây. Khoanh chân phía trước đi con. Ba cho gấu khoanh chân trước đi bà. Ủa, lá đâu? Lá đâu rồi? Bà? Cho cậu khoanh chân vào trước đi. Ok, rồi, cho thằng lên trước đi nào.
Đó, bạn giúp cháu nè. Khánh Trân nào. Trước giống như ba tập yoga ấy. Đúng rồi. Giống ba với cháu tập yoga có nhớ không? Đúng rồi. Đó, đi đấy. Đúng rồi. Coi đi đấy. Đấy. Có từ đấy. Anh em có cái lá. Thế mẹ. Đây rồi, lá đây rồi.